Sau 3 set đấu, Novak Djokovic đã đánh bại Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6 để tiến vào chung kết Wimbledon 2023 gặp Carlos Alcaraz. Nếu chiến thắng ở chung kết tối 16 tháng 7, Djokovic sẽ san bằng kỷ lục 8 lần vô địch Wimbledon của Roger Federer. Chia sẻ sau trận bán kết với Jannik Sinner, Djokovic thổ lộ: "Tôi cảm thấy 36 tuổi chỉ là 26 tuổi một lần nữa mà thôi. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi có rất nhiều động lực và cảm hứng để chơi môn tôi yêu thích. Quần vợt mang đến rất nhiều điều cho cuộc sống của tôi, gia đình tôi. Do vậy, tôi luôn muốn trả ơn môn thể thao này bằng cách thi đấu lâu nhất có thể." Djokovic cũng hết lời ca ngợi Jannik Sinner và đánh giá tay vợt 21 tuổi người Italy là tương lai của quần vợt thế giới. Nole hướng đến trận chung kết với Alcaraz với mục tiêu giành 24 Grand Slam trong sự nghiệp. Ngoài ra, tay vợt người Serbia tiếp tục nuôi hy vọng giành Calendar Slam, 4 chức vô địch Grand Slam trong một năm dương lịch. Năm 2021, Djokovic đã lên ngôi ở Australian Open, Roland Garros, Wimbledon nhưng anh đã thua Daniil Medvedev ở chung kết US Open. Về mục tiêu ở trận chung kết, Djokovic nói: "Nhiều người nghĩ tôi nhẹ nhõm sau khi vô địch Roland Garros và độc chiếm kỷ lục giành 23 Grand Slam. Tuy nhiên áp lực của tôi vẫn rất lớn, tôi luôn căng thẳng trước mỗi trận đấu. Tôi không muốn tiếp cận trận chung kết theo bất kỳ cách nào thoải mái hơn những lần trước. Grand Slam là ưu tiên lớn nhất của tôi." Nhiều tay vợt kiệt quệ về thể chất, tinh thần hoặc họ không cảm thấy bản thân có thể tiến thêm một bước nữa ở Grand Slam. "Mọi thứ của tôi vẫn chưa kết thúc cho đến khi vô địch." Djokovic đã vô địch 3 Grand Slam gần nhất anh tham dự gồm Wimbledon 2022, Australian Open 2023 và Roland Garros 2023. Trước thềm chung kết Wimbledon 2023, tay vợt người Serbia đã thắng liên tiếp 27 trận đấu tại sân chơi Grand Slam. Trong 23 danh hiệu Grand Slam của mình, Djokovic có 10 lần vô địch Australian Open 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023, 3 lần đăng quang ở Roland Garros 2016, 2021, 2023, 7 lần lên ngôi ở Wimbledon 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022, cùng 3 chức vô địch US Open 2011, 2015, 2018.